Sức nóng khu đông thành phố Hồ Chí Minh tập trung tại sự kiện chiêm ngưỡng 4 phong cách quốc tế chuẩn 5 sao chất toàn cầu với hơn 400 nhà đầu tư tham quan và trải nghiệm căn hộ thực tế The Hybrid MT Smart City. Đợi gần 2 tiếng để được vào trải nghiệm 4 phong cách quốc tế, nhiều khách hàng cảm thấy an tâm và hài lòng với sự đầu tư nghiêm túc của chủ đầu tư. Không chỉ nổi bật trên thị trường với chính sách siêu linh hoạt, The Hybrid MT Smart City còn ghi điểm với nhà đầu tư khi tọa lạc ngay mặt tiền siêu hạ tầng quốc gia Vành đai 3, cách khu công nghệ cao 5 phút, đến Thủ Thiêm 10 phút, đến sân bay quốc tế Long Thành chỉ với 25 phút lái xe. Chính là nhà mẫu tại dự án này, chính là tin tưởng, nó thực tế hơn. Người sẽ cảm thấy hài lòng. Lợi thế về kết nối giúp Hybrid đón đầu được tiềm năng tăng trưởng của hạ tầng cùng với lượng lớn hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, quản lý nước ngoài, lao động trẻ đang làm việc tại thành phố Thủ Đức và các khu vực liền kề. Bên cạnh đó, The Hybrid còn được chú trọng đầu tư hệ tiện ích hoàn hảo, chuẩn nghỉ dưỡng. Với lợi thế vượt trội về tiến độ pháp lý chính sách và không gian sống, The Hybrid là cơ hội vàng an cư và đầu tư không thể bỏ lỡ khi vừa có thể gia nhập cộng đồng cư dân văn minh, vừa nắm trọn tiềm năng cho thuê tích lũy tài sản bền vững tại thành phố Thủ Đức.